Xin chào tất cả các bạn nha. Trong clip này Khang sẽ chia sẻ cho các bạn biết cách để chúng ta có thể là giới thiệu bất kỳ một cái sản phẩm nào bằng một cách tự nhiên, đơn giản và dễ tiếp cận nhất cũng như là thuyết phục nhất cho các bạn. Thì lấy ví dụ cụ thể như là mình đang cầm trên tay là một tiếp BB cream mà bản thân là mình đã từng trải nghiệm, cũng như là bà xã mình là chuyên gia trang điểm nhiều năm kinh nghiệm rồi, cũng đã trải nghiệm sản phẩm này và rất là yêu thích luôn ha. Thì mình chỉ làm một việc đơn giản khi mà nói chuyện với bất kỳ một khách hàng nào, khi mà nói chuyện trong một cái giai đoạn mà mình cảm thấy phù hợp đó, thì mình chỉ cần một chút xíu sản phẩm này mà mình cho lên cái phần này của bàn tay ha, và sau đó là mình nói là khách hàng là trong quá trình nói chuyện á, thì mình nói bạn của mình hoặc là khách hàng cứ xoa nhẹ vậy thôi các bạn ha, cứ xoa nhẹ sản phẩm đó, và mình tiếp tục cuộc trò chuyện, tiếp tục cuộc trò chuyện một cách rất là tự nhiên ha. Thì sau một sau khi mà khách hàng đã sử dụng xong như vậy, thì các bạn để đến khoảng khi mà nói chuyện, cái cuộc nói chuyện nó từ 5 đến 10 phút hay 15 phút gì đó hoặc là dài hơn, thì sau đó hãy nhớ chốt lại bằng một câu là bạn cảm thấy cái sản phẩm này như thế nào, đúng không ạ? Để khách hàng cảm nhận một lần nữa, khách hàng nhìn và so sánh hai cái tay ha, thì sẽ thấy một cái sự khác biệt, bởi cái kem nền này khi lên nó che phủ á, nó sẽ làm cái gọi là cân bằng cái màu da của mình ha đó, cũng như là nó loại bỏ những cái lỗ chân lông, nó hỗ trợ che khuyết điểm luôn các bạn, nên là rất là hiệu quả. Và phần lớn 80% phụ nữ hiện nay đang sử dụng các loại kem nền ở ngoài thị trường rất là nhiều các bạn. Thì tại sao chúng ta có một cái sản phẩm này của Hàn Quốc 100% nhập khẩu với cái chỉ số SPF 50 cộng, BA3 cộng tốt như vậy, chúng ta không chia sẻ, đúng không ạ? Mình không chia sẻ sẽ có một người khác chia sẻ, hoặc là họ vô những cái Diamond Plaza hay những đơn vị khác họ mua sản phẩm, đúng không ạ? Nên là mình không ngần ngại, bởi vì sản phẩm này mình đang sử dụng và nếu thấy hiệu quả mình hãy chia sẻ, và từ đó mình bắt đầu việc kinh doanh, đúng không ạ? Tương tự mình có những sản phẩm khác, ví dụ là tem gọi là kem nâng tông da và dưỡng da buổi tối đi chơi ha, các em teen hay các bạn bây giờ rất là dùng, muốn nâng tông da của mình lên 1-2 tông mà họ trắng hồng tự nhiên thì xài cái sản phẩm này. Đó là ví dụ, mình cũng có thể demo giống như vậy. Hoặc là sữa rửa mặt, nếu mà bạn đang xài sữa rửa mặt này, hãy demo ngay cho khách hàng cái sữa rửa mặt, hoặc là sữa rửa mặt enzyme đó dành cho dưỡng da mà dày, kem dưỡng tẩy tế bào chết, tất cả các sản phẩm ngay, thậm chí là các bàn chải nó năng này cũng vậy, đúng không ạ? Mình chỉ cần lột ra cho khách hàng thử cái độ mềm của bàn chải. Thì ra cái việc này mình làm là mình làm hơn siêu thị rồi các bạn. Tại sao ạ? Khi khách hàng vào siêu thị hay bất kỳ một cửa hàng tạp hóa nào, khách hàng mua một sản phẩm, kể cả các bạn chải nó năng, khách hàng có bao giờ được rờ đâu, đúng không? Bản thân Khang vô siêu thị, Khang mua ba cái bàn chải hơn 100 ngàn ba cái bàn chải các bạn, mà về mà đánh không hài lòng là mình cũng cảm thấy là thôi lần sau mình không mua nữa thôi, chứ thiệt ra là mình không được trải nghiệm sản phẩm. Ở đây mình có mấy chục ngàn, 4 cây bàn chải nhập khẩu Hàn Quốc, tại sao mình ngại mình chia sẻ, đúng không ạ? Nên đây cái việc kinh doanh của mình đó là việc mình phát triển cái thành viên cho cái gọi là siêu thị online của Hàn Quốc, thì tương lai nó sẽ về rất là nhiều sản phẩm. Và hôm nay Khang đăng nhập vào hệ thống và thấy là có thêm 10 sản phẩm nữa rồi, có nghĩa là gần 70 sản phẩm rồi các bạn. Chỉ trong thời gian mở cửa trong vòng 2 tháng thôi là siêu thị online Hàn Quốc G-Cup đã về với hơn gần 70 sản phẩm rồi nha. Và cũng đã có một số bạn đã quan tâm và hỏi mình về những cái dòng kem dưỡng này, nên là ở đây cái việc kinh doanh đó là mình làm cho nó tự nhiên nhất. Ở đây không ai giỏi hơn ai, bản thân mình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều đâu, nhưng mà mình đã từng làm những cái này và mình biết được là những cách tiếp cận đơn giản, nhẹ nhàng và ai cũng có thể chấp nhận được. Tại sao? Tại vì đằng nào họ cũng sẽ mua sản phẩm, đúng không ạ? Đằng nào họ cũng xài sản phẩm nào đó, thì hãy giúp họ xài một cái sản phẩm với nhiều giải thưởng, nhiều cái chứng nhận của quốc tế về toàn bộ sản phẩm mà nó tự nhiên như thế này, thì tại sao mình không giới thiệu, đúng không ạ? Hôm nay một người em của mình cũng vậy, sau khi mà xài cái nước giặt của G-Cup á, cái giá thành viên chỉ có 160 ngàn thôi các bạn, nó rất là rẻ ha, 1 lít đó, và xài xong chia sẻ là rất là mềm anh à, rất là thích, mặc dù là cái mùi hương nó không có. Tại sao ạ? Tại vì đơn giản là cái mùi hương nó đâu phải là dùng hương liệu đó, nó tự nhiên mà các bạn, chiết xuất từ thực vật mà đó, nên là nó rất là tự nhiên. Và từ cái tự nhiên đó, nó giúp cho cái sợi vải nó mềm, và mình mặc cái cảm giác của mình nè, người thân và những trẻ em trong nhà mình mặc những cái sản phẩm như vậy, họ sẽ rất là thoải mái, đúng không ạ? Nên là cái quan trọng nhất là chất lượng của sản phẩm, nguồn gốc của sản phẩm và cái cảm nhận của khách hàng chính là cái động lực để mà Khang cũng như là đội nhóm chia sẻ cái cơ hội này, chia sẻ những sản phẩm này cho mọi người để sử dụng nha. Nên là các bạn đừng ngần ngại gì trong cái việc mình giới thiệu hết, trừ khi mình giới thiệu một cái sản phẩm mà nó không chất lượng, mà với cái giá trị nó không xứng đáng thì mình mới cân nhắc. Như Khang sẽ không làm, chứ không cần phải cân nhắc nữa ha. Chứ còn bây giờ mình giới thiệu một sản phẩm tốt thì có gì đâu mà mình suy nghĩ, đúng không ạ? Và việc mà họ
Khi mà họ muốn mua hàng, mình chỉ cần giúp họ đăng ký thẻ thành viên. Sau khi đăng ký thẻ thành viên, họ được mua được ưu đãi 30%. Vậy là quá lợi đúng không ạ? Và khi nào họ muốn kinh doanh, họ kinh doanh, không kinh doanh hãy là người tiêu dùng thôi. Đâu ai bắt kinh doanh đâu. Không kinh doanh thì là người tiêu dùng, thay vì mua trên siêu thị phải bỏ thời gian chạy tới siêu thị. Thì bây giờ mình lên web mình đặt, đặt xong người ta chuyển tới tận nhà. Đó chính là hình thức kinh doanh đúng không ạ? Và Covid, các bạn thấy không? Covid cũng là một cái lý do mà Khang quyết định kinh doanh những cái sản phẩm này và kinh doanh online. Tại sao? Tại vì khi mà người ta bị Covid, người ta không có tới được siêu thị hay đến những nơi đông người, thì làm sao tiêu dùng mà cũng phải đặt online thôi. Nên là công ty G-Cup, tập đoàn G-Cup mình thấy đi rất là đúng hướng, và cái chiến lược kinh doanh của họ quá tuyệt vời các bạn. Nên là rất hy vọng là các bạn nhận được một cái giá trị nào đó trong cái clip này, và hãy tham gia kinh doanh cùng với G-Cup, hoặc là dùng những sản phẩm của G-Cup. Thì chắc chắn một điều thì trong hàng ngàn sản phẩm tại Hàn Quốc và hiện nay ở tại Việt Nam là 70 sản phẩm, thì chắc chắn cũng sẽ có những sản phẩm mà bạn yêu thích, từ trang dầu gội, sữa tắm, lotion, kem đánh răng, bàn chải, nước giặt, và những dòng mỹ phẩm và skin care của Hàn Quốc. Thì Hàn Quốc là các bạn biết rồi, chất lượng là rất phù hợp với người Việt Nam mình luôn, nên là các bạn không cần phải lăn tăn về chất lượng của sản phẩm. Đặc biệt là G-Cup có rất nhiều giải thưởng của quốc tế chứng nhận ha, chứ không phải là công ty nói không. Ok, rất hy vọng các bạn đã nhận được giá trị trong clip này. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.